Bây giờ là cứ bơm nó vào thôi. Không, nhưng mà ý là lúc nãy em bị bì quá. Ga rất chi là bình thường mà. Phải ga, có thể hay phải ga to lên, đủ cái moment vào, vào phát nó bị sụt xuống. Quay ra làm lại thôi. Góc đấy đẹp luôn. Quẩy phát đã. Làm sao gạt được? Nếu gạt được. Đây.